Một câu hỏi mà một người thành đạt như tôi luôn phải trả lời, đó là làm thế nào để kiếm được 1 triệu đô trong một tuần, hoặc là làm thế nào để có được khuôn mặt đẹp trai như tôi chẳng hạn. Ê cái ông kia, quay đâu vậy? Muốn trừ lương hả? Thì một trong những bí quyết để thành công đó là hãy sử dụng chiếc laptop doanh nhân ấn tượng như cái mà tôi đang cầm trên tay đây. Và nếu như các bạn muốn thành đạt thì hãy sử dụng chiếc laptop này, hoặc không có cách dễ hơn nữa là bạn hãy nhớ bấm subscribe kênh Thế Giới Top đi nha. Nơi đó tôi sẽ chia sẻ những bí quyết làm giàu mà không cần phải tốn 700k. Và sau đây là một trong những bí quyết đó, chiếc laptop Dell XPS 9300 này. Và để xem là nó có thực sự ấn tượng điều gì, hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau phần intro nhé. Điểm đầu tiên mà mình thực sự ấn tượng nhất về chiếc Dell XPS năm nay đó chính là về phần màn hình. Thật sự Dell đã làm quá tốt về phần màn hình đi, khi mà nó đã cân bằng được những cái vấn đề mà các dòng Dell XPS năm trước bị mắc phải. Vì màn hình của máy thật sự là quá đã về mặt thị giác khi nhìn vào, đặc biệt là cạnh dưới. Khi này Dell đã làm nhỏ hơn rất nhiều so với các thế hệ trước, cân đối và hài hòa hơn, không bị tách ra khỏi một tổng thể của một chiếc màn hình nữa. Ở viền trên, hãng vẫn duy trì được một chiếc webcam giúp chúng ta có thể dễ dàng đàm thoại, video call hay là sử dụng Windows Hello. Bên cạnh đó, viền hai bên của máy được gọi là siêu mỏng cánh cho trải nghiệm chúng ta dường như là không giới hạn. Với kích thước màn hình chỉ là 13 inch thôi, tuy nhiên thì với tỷ lệ màn hình là 16:10, thế nên là nó sẽ hiển thị nhiều thông tin hơn nếu như so với tỷ lệ truyền thống là 16:9. Các nội dung trên văn bản cũng như là trên website hiển thị theo chiều dọc. Với tỷ lệ màn hình khác biệt này, do đó những cái phần mềm hiển thị cho anh em xem được hữu dụng hơn, và tổng thể diện tích mà chúng ta nhìn thấy cũng lớn hơn tỷ lệ màn hình 16:9 rất là nhiều. Và chiếc màn hình với phiên bản mà mình đang giới thiệu đến các bạn đây cũng có khả năng cảm ứng đa điểm nữa. Thực ra thì mình không phải là fan của màn hình cảm ứng trên những chiếc laptop cho lắm. Tuy nhiên thì với chiếc máy này thì trải nghiệm khiến mình thêm phần thích thú hơn với chiếc máy. Khi mà máy có trọng lượng rất là nhẹ, đôi khi ôm lên để làm việc thì màn hình có cảm ứng sẽ rất tiện cho chúng ta zoom ra zoom vào, lướt lướt mà không cần phải dùng tới trackpad. Với chất lượng màn hình thì thực sự rất là tuyệt vời, với độ sáng lên đến là gần 500 nits và độ bao phủ màu sRGB là 100%. Mình không có gì để phàn nàn về chất lượng hiển thị của sản phẩm này mang lại cả. Thực sự rất là tuyệt vời, nhìn rất là đã con mắt. Với tấm nền là IPS, độ phân giải lên đến là 4K, hình ảnh cho ra một cách sắc nét, sống động, màu đen là cực kỳ sâu. Trải nghiệm từ phim ảnh cho đến làm đồ họa rất là tuyệt vời. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có một phiên bản nữa chỉ sử dụng màn hình là Full HD thì cho hình ảnh kia thực sự sắc nét bằng chiếc máy 4K mà mình đã sử dụng này. Cùng với đó là màu sắc cũng không thể hiển thị sâu bằng màn hình 4K, cho trải nghiệm không được thực sự mượt mà cho lắm. Tuy nhiên với việc đây là màn hình gương cũng như là đây cũng như chuẩn bị cảm ứng nữa, nên là việc màn hình bị bám mồ hôi vào giống tay là điều mà chúng ta không thể nào tránh khỏi nữa. Nên là mình nghĩ là chúng ta nên mang theo một cái khăn tay để dễ dàng lau chùi, để vẫn giữ luôn được cái vẻ đẹp sang trọng mà chiếc máy này mang lại. Về thiết kế, các anh em sẽ cảm thấy rất là ấn tượng với độ dày của sản phẩm này mang lại. Với độ dày chỉ là 14,8mm, trọng lượng chỉ là 1,27kg. Từ những điều này đã làm chiếc máy rất là nhỏ gọn, tiện lợi khi mà đem đi mọi nơi. Tuy rất là nhẹ nhưng mà toàn bộ phần thân máy đều được làm bằng khung kim loại xước phay, tạo nên độ chắc chắn cho máy cũng như sự tinh tế cần thiết đối với một sản phẩm laptop doanh nhân như thế này. Toàn bộ xung quanh phần bàn phím đều được làm bằng sợi carbon, sờ vào rất là đã, và cái phần chiếu ghi tay này cũng không bị nóng khi sử dụng. Nhưng đánh đổi với sự mỏng nhẹ đó là chúng ta phải chấp nhận với việc mà hãng sẽ lược bỏ đi một số cổng kết nối cần thiết. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại là hai cổng USB-C, một cổng micro SD và cuối cùng là cổng jack tai nghe 3,5mm. Điều này cũng khá là dễ hiểu khi mà Dell đã cố làm cho sản phẩm nó mỏng nhẹ hơn, thì với việc mà chúng ta sẽ phải lược bỏ đi một số cổng kết nối như là cổng mạng LAN hay là cổng HDMI là điều cần thiết. Nhưng mà nó đi cũng phải nói lại, thì với việc được trang bị cổng USB-C chuẩn Thunderbolt 3 thì hãng đã cho chúng ta có cơ hội để kết nối với các thiết bị ngoại vi như là eGPU hay là truyền tải file, những file dữ liệu lớn có tốc độ cao. Rồi đi đến với bàn phím và trackpad thì tất nhiên được trang bị bàn phím là 10kHz thôi. Một chiếc máy 13 inch thì không thể nào mà trang bị luôn cả bàn phím số được nữa. Cảm giác gõ phím của chiếc Dell XPS 13 này thật sự rất là sướng, độ nảy cao, hành trình phím tuy hơi nông nhưng mà layout thì rất là hợp lý. Với bề mặt bàn phím là rất lớn nên khả năng miss bàn phím gần như là không có. Phía trên cùng bên phải là phím nguồn, tích hợp luôn cả cảm biến vân tay một chạm rất là tiện lợi. Bàn phím cũng được trang bị đèn nền, một điểm cộng nữa cho chiếc laptop này. Về trackpad thì nó không thực sự lớn lắm, nó chỉ dài mà thôi. Đối với những người tay to thì nó khá là nhỏ, còn đối với những người tay nhỏ như mình thì nó sẽ khá là to. Còn to cái gì thì chưa biết được. Nói chung thì về cảm giác vuốt thì nó khá là tốt, độ phản hồi cao, cũng như là nó hỗ trợ luôn cả driver cho nhiều thao tác cử chỉ 3-4 ngón là rất là tiện lợi. Về cấu hình của em nó thì sao? Thì với phiên bản mình cầm trên tay đây được trang bị là CPU Intel Core i7 thế hệ 10 mới nhất. Tuy nhiên nếu như chúng ta có hầu bao không đủ lớn thì chúng ta có thể còn một option khác là CPU Intel Core i5.
Đối với chiếc máy chạy Core i7 16GB RAM kèm đồ tích hợp Intel Iris Plus thì ngoài những tác vụ văn phòng bình thường ra thì chúng ta có thể thoải mái sử dụng các tác vụ nặng hơn như là edit video, review cũng rất là mượt. Tuy nhiên thì chiếc máy này khá là nóng, nhiệt độ tập trung chủ yếu là các phần dãy số 123 ở trên. Mình cũng có chơi thử tựa game Liên Minh Họa trên chiếc máy này thì cảm thấy là khá là ổn. Tuy nhiên thì hiện tượng quá nhiệt vẫn xảy ra. Khi này thì máy có hơi bị lắc, kiểu như là pin trên 9000 vậy. Đối với những người có nhu cầu bình thường, văn phòng nhẹ nhàng thì phiên bản i5 đã là quá đủ rồi. Còn nếu như chúng ta có nhu cầu cao hơn, hardcore hơn, chỉnh sửa hình ảnh hay là video thì mình nghĩ phiên bản i7 là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà đừng có chơi game nha. Chẳng có ai mua một sản phẩm mỏng lét như vậy và chơi game đâu. Chiếc máy này được trang bị viên pin có dung lượng là 5W/giờ. Người sử dụng liên tục, làm việc liên tục trong môi trường điều kiện ánh sáng là 100%, kết nối wifi, loa ngoài 100%, thì thời lượng sử dụng tế của nó lên đến là gần 5 tiếng, một số khá là ấn tượng. Về loa, thì thực sự loa của sản phẩm này là một điểm cộng khá là lớn. Mình chưa bao giờ đánh giá cao loa của một chiếc laptop nào khác cả cho đến khi nghe thử loa của sản phẩm này. Loa nghe âm lượng khá là lớn, thể hiện được đầy đủ tất cả các âm, đã nhất là âm mid, còn bass thì treble thì vừa đủ. Trải nghiệm ngoài mong đợi của loa trên một chiếc laptop. Tốt là thế, cực cốc là thế. Tuy nhiên thì không có một chiếc laptop nào hoàn hảo từ A đến Z cả. Sản phẩm này tuy là cao cấp, tuy rất là tốt, tuy nhiên thì nó vẫn còn tồn động một số khuyết điểm về người dùng. Chẳng hạn như là nó được trang bị cái G. Không, hầu như là nó không trang bị cái G nên là việc mở máy cảm giác khá là sượng cũng như là khá là khó khăn khi mà gặp mở máy. Cũng như là các cạnh viền hai bên thì nó khá là dễ xước bởi vì nó được trang bị là kim loại xước phay cơ mà. Nên là việc bảo quản cũng phải rất là kỹ càng. Tổng kết lại, bí quyết thành đạt của một doanh nhân triệu đô đó là một chiếc máy hoàn hảo ở mọi góc nhìn, từ thiết kế đến màn hình đến bàn phím mà cũng như là hiệu năng, tất cả đều perfect. Tuy nhiên thì nó vẫn còn tồn động một số nhược điểm như là cái G của máy khá là bé cũng như là cảm giác mở máy còn rất là khó khăn. Nhiệt độ của máy cũng khá là nóng khi mà mình thực hiện những tác vụ nặng. Và cuối cùng là cái cổng kết nối của nó khá là ít. Chúng ta sẽ cần phải sử dụng những cái hub chuyển đổi bên ngoài. Và đó là những quan điểm của mình về chiếc máy Dell XPS phiên bản 2020 này 9300. Với bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Nó có thực sự phù hợp với nhu cầu của bạn hay không? Thì hãy nhớ để lại phần bình luận bên dưới nha. Và đừng quên nhớ bấm like, share, subscribe kênh Dell Laptop. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.